Kính thưa quý vị, và chúng tôi một lần nữa xin được gửi lời chào nồng ấm nhất đến tất cả quý vị đang đến với đêm chung kết đầu tiên của cuộc thi Tiếng Hát Truyền Hình 2012 và cuộc thi đang được phát sóng trực tiếp trên kênh HTV9. Cuộc thi dành cho những bạn trẻ yêu ca hát từ 16 đến 28 tuổi do Đài Truyền Hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng với công ty truyền thông Mây Quy thực hiện với sự đồng hành của nhãn hàng Jazz. Thưa quý vị, năm nay cuộc thi lại trở về với tên gọi gốc của mình là Tiếng Hát Truyền Hình. Và năm nay 2012 thì đã có rất nhiều giọng hát hay được phát hiện từ Hà Nội, Huế, Thành phố Hồ Chí Minh. Và đêm nay, 8 giọng hát xuất sắc nhất đã bước vào đêm chung kết đầu tiên của cuộc thi Tiếng Hát Truyền Hình 2012. Và có mặt tại đêm chung kết 1 của cuộc thi Tiếng Hát Truyền Hình 2012, xin được trân trọng giới thiệu ông Nguyễn Quý Hòa, Tổng Giám đốc Đài Truyền Hình Thành phố Hồ Chí Minh. Xin được trân trọng giới thiệu sự có mặt của bà Lê Đỗ Yến Hương, Giám đốc Công ty Truyền thông Mây Quy, đơn vị phối hợp thực hiện. Cùng với đại diện của Sở Thông tin và Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh. Kính thưa tất cả quý vị, bước sang tuổi 22, cuộc thi Tiếng Hát Truyền Hình đã góp phần tìm kiếm những tài năng âm nhạc Việt Nam qua nhiều thế hệ. Và bây giờ chúng ta hãy cùng xem lại những hình ảnh mà Tiếng Hát Truyền Hình đã đi qua nhé. Năm 1991, một cuộc thi ca hát trên truyền hình lần đầu tiên được tổ chức bởi Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh với tên gọi Tiếng Hát Truyền Hình. Tiếng Hát Truyền Hình thời kỳ đầu đã gặt hái được rất nhiều những thắng lợi khi giới thiệu được nhiều giọng ca đến công chúng và được công chúng mến mộ. Em đã cho anh nhiều như thế, chiến tranh dài như thế. Sau lần đổi tên thành Ngôi sao Tiếng Hát Truyền Hình vào năm 2006, năm nay cuộc thi quay trở lại với tên gọi gốc Tiếng Hát Truyền Hình 2012 cùng với tiêu chí bản sắc Việt. Thưa quý vị, vừa rồi là những hình ảnh rất là mộc mạc, dễ thương và không kém phần xúc động. Bởi vì những giọng hát bước ra trưởng thành từ cuộc thi Tiếng Hát Truyền Hình ngày hôm nay đã trở thành những nghệ sĩ có tên tuổi và đón nhận được rất nhiều tình cảm từ phía khán giả trong và ngoài nước. Và chúng ta luôn luôn hy vọng rằng Tiếng Hát Truyền Hình 2012 sẽ tiếp tục tiếp nối truyền thống tốt đẹp ấy với sức trẻ và sự nhiệt huyết cao nhất. Và để xem những đầy đủ những clip mà các nghệ sĩ bước ra từ cuộc thi Tiếng Hát Truyền Hình thì quý vị có thể truy cập vào trang web www.tienghattruyenhinhthanphohochiminh.com. Thưa quý vị, cuộc thi Tiếng Hát Truyền Hình 2012 năm nay đã có một hành trình dài tìm kiếm tài năng âm nhạc trên khắp mọi miền đất nước. Và chúng ta hãy cùng xem lại hành trình hơn một tháng qua của các bạn thí sinh nhé.
khởi động từ ngày 8 tháng 9 năm 2012, cuộc thi Tiếng Hát Truyền hình 2012 đã thu hút hơn 1.200 thí sinh trên khắp mọi miền đất nước đến dự thi tại 3 địa điểm: Hà Nội, Huế và Thành phố Hồ Chí Minh. Sau khi trải qua vòng sơ tuyển 1 và 2, các thí sinh tại Hà Nội và Huế nhanh chóng vào Thành phố Hồ Chí Minh để tranh tài cùng các thí sinh tại khu vực miền Nam trong vòng bán kết 1 diễn ra vào ngày 28 tháng 9 năm 2012. Các thí sinh có mặt tại vòng này đã được tuyển chọn qua hai vòng loại nên chất giọng, nội lực các bạn có phần đồng đều nhau, việc chấm thi vì thế mà cũng gay gắt hơn. Cuộc thi thì cũng sẽ có thắng và bại nên nói chung ngang đi là quá hạnh phúc rồi. Nếu có cơ hội và điều kiện thì năm sau em sẽ thi lại lần nữa. Trải qua vòng thi bán kết 2 đầy thử thách ngày 2 tháng 10 năm 2012, 8 gương mặt vòng chung kết Tiếng Hát Truyền hình 2012 đã được xác định: Cao Thị Công Nghĩa, Đinh Ngọc Thiện, Điểu Thị Bích Thủy, Yalin Ajun, Vũ Minh Trang, Trần Tuấn Hòa, Lưu Hiền Trinh và Lê Quang Huy. Bây giờ thưa quý vị, chúng ta hãy cùng chào đón 8 thí sinh có mặt trong đêm chung kết 1 cuộc thi Tiếng Hát Truyền hình 2012. Xin mời thí sinh Cao Thị Công Nghĩa, mã số 01, 22 tuổi, đến từ Gia Lai. Xin mời thí sinh Đinh Ngọc Thiện, mã số 02, 16 tuổi, đến từ Đà Nẵng. Cùng chào đón thí sinh Điểu Thị Bích Thủy, mã số 03, 27 tuổi, đến từ Đồng Nai. Chúng ta hãy cùng chào đón thí sinh Yalin Ajun, mã số 04, 22 tuổi, đến từ Đắk Lắk. Hãy cùng cổ vũ cho thí sinh Vũ Minh Trang, mã số 05, 24 tuổi, đến từ Thành phố Hồ Chí Minh. Tiếp theo là thí sinh Trần Tuấn Hòa, mã số 06, 26 tuổi, đến từ Hà Nội. Hãy dành những tràng pháo tay thần nồng nhiệt cho thí sinh Lưu Hiền Trinh, mã số 07, 21 tuổi, đến từ Hải Phòng. Và cuối cùng là thí sinh Lê Quang Huy, mã số 08, 22 tuổi, đến từ Hà Nội. Xin được trân trọng kính mời ông Dương Thanh Tùng, Phó Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh, cùng với nhạc sĩ Phan Hồng Sơn, trưởng ban ca nhạc Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh, trưởng ban tổ chức cuộc thi, lên tặng hoa chúc mừng cho 8 thí sinh đã lọt vào vòng chung kết của cuộc thi Tiếng Hát Truyền hình 2012. Vâng, và một lần nữa xin cảm ơn ông Dương Thanh Tùng và ông Phan Hồng Sơn. Và cũng xin cảm ơn các bạn thí sinh của chúng ta rất nhiều. Thưa quý vị và các bạn thân mến, với tiêu chí trẻ hóa cuộc thi nhưng vẫn giữ được chất lượng chuyên môn, chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu đội ngũ ban giám khảo của cuộc thi Tiếng Hát Truyền hình 2012. Xin trân trọng giới thiệu nghệ sĩ ưu tú Thanh Lam. Xin trân trọng giới thiệu nghệ sĩ ưu tú Thanh Thúy. Xin được trân trọng giới thiệu nhạc sĩ Việt Anh. Xin được trân trọng giới thiệu nhạc sĩ ca sĩ Lưu Thiên Hương. Và xin được trân trọng kính mời ông Nguyễn Quý Hòa, Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh, lên sân khấu để tặng hoa cho các thành viên trong ban giám khảo. Và xin các thành viên trong ban giám khảo cùng bước lên sân khấu ạ. Và ban tổ chức luôn luôn kỳ vọng và tin tưởng vào đội ngũ của ban giám khảo của cuộc thi Tiếng Hát Truyền hình 2012. Chúng ta cũng thấy là gương mặt của nghệ sĩ ưu tú Thanh Lam và Thanh Thúy là những gương mặt thân thương của khán giả. Thế nhưng xin được nói thêm với chúng ta, thành phần ban giám khảo, nhạc sĩ Việt Anh cũng rất là thân thuộc với chúng ta. Ở những bài hát Những Mùa Hoa Bỏ Lại hay Không Còn Mùa Thu. Xin cảm ơn ông Nguyễn Quý Hòa và các thành viên trong ban giám khảo rất nhiều.
kính thưa quý vị, và bây giờ chúng ta sẽ cùng dành ít thời gian để đến với thể lệ các vòng thi của vòng chung kết tiếng hát truyền hình 2012. Trong 4 đêm thi của vòng chung kết, cả 8 thí sinh buộc phải lần lượt trải qua đủ 4 dòng nhạc: truyền thống cách mạng hay hát về biển đảo quê hương, dân ca hay mang âm hưởng dân gian, nhạc trẻ hay một bài hợp sở trường mình nhất được thể hiện theo phong cách mộc. Tuy nhiên, trình tự thể hiện các ca khúc này là do thí sinh toàn quyền quyết định tùy theo chiến lược của mình để tạo hiệu quả bứt phá cao nhất. Điểm số được công bố ngay sau mỗi phần thi, thứ hạng tạm thời được cập nhật cuối mỗi đêm thi để khán giả biết 3 thí sinh nào nằm trong nhóm tự tin, 2 thí sinh nào nằm trong nhóm cố gắng và 3 thí sinh nào nằm trong nhóm nỗ lực. Cuối 4 đêm thi, sẽ còn lại 4 thí sinh bước tiếp vào đêm chung kết xếp hạng. Trong đó, 3 thí sinh thuộc nhóm tự tin và 1 thí sinh thuộc nhóm cố gắng là thí sinh thứ 4 hay thứ 5 nhận được sự bình chọn cao hơn từ khán giả. Cơ cấu giải thưởng chính thức của cuộc thi tiếng hát truyền hình 2012. Giải nhất 100 triệu đồng, giải nhì 60 triệu đồng, giải 3 40 triệu đồng, giải 4 20 triệu đồng, 4 giải khuyến khích mỗi giải 5 triệu đồng. Các giải nhất, nhì, ba, tư và khuyến khích còn nhận được phiếu sử dụng dịch vụ và sản phẩm tại Khơ Thị Beauty and Spa trị giá lần lượt như sau: 50 triệu đồng, 30 triệu đồng, 20 triệu đồng, 10 triệu đồng và 5 triệu đồng. Ngoài ra, còn có các giải thưởng phụ dành cho thí sinh hát dòng nhạc truyền thống cách mạng và biển đảo quê hương xuất sắc nhất, thí sinh hát dòng nhạc dân ca mang âm hưởng dân gian hay nhất, thí sinh hát dòng nhạc trẻ hay nhất, thí sinh thể hiện tốt nhất với phong cách mộc. Trâm ơi, Thanh Ngọc thấy là với thể lệ thi như trên á, thì các thí sinh không chỉ đấu giọng với nhau đâu, mà các bạn còn phải đấu trí với nhau nữa. Bởi vì mỗi vòng thi các bạn phải gọi là chọn ra cái bài hát nào đó phù hợp với phong cách, chất giọng và sở trường của mình. Phải có đầu óc thật là sắc sảo mới có thể đạt được kết quả cao nhất của cuộc thi. Và quý vị khán giả cũng hãy đồng hành cùng thí sinh, cùng hãy suy tính với các bạn ấy. Bởi vì sự bình chọn và sự đồng hành của tất cả quý vị không chỉ giúp cho các thí sinh có được cái giải thưởng thí sinh được yêu thích nhất của mỗi đêm, mà còn giúp các bạn có được một cơ hội, có một tấm vé bước vào vòng chung kết xếp hạng. Bởi vì bây giờ đây, Thanh Ngọc rất mong muốn tất cả quý vị sẽ đồng hành với các thí sinh chúng ta, nên mời quý vị hãy cùng xem cách thức như thế nào để bình chọn cho các thí sinh. Bắt đầu từ 21 giờ mỗi tối thứ Sáu, tổng đài nhắn tin 8483 sẽ chính thức tiếp nhận tin nhắn bình chọn cho các thí sinh. Việc bình chọn này sẽ kéo dài đến hết 20:30 tối thứ Sáu của tuần kế tiếp. Để bình chọn cho thí sinh mình yêu thích nhất, soạn tin nhắn THTH khoảng trắng mã số thí sinh gửi đến tổng đài 8483. Giải thí sinh được yêu thích nhất mỗi đêm thi được công bố ngay đầu của đêm thi kế tiếp. Sau đêm chung kết 4, thí sinh nào ở vị trí thứ 4 hay thứ 5 nhận được tổng số bình chọn cao hơn từ khán giả sẽ nhận được chiếc vé cuối cùng có mặt trong đêm chung kết xếp hạng. Tham gia nhắn tin, quý vị khán giả có cơ hội là một trong hai khán giả may mắn nhận được 3 triệu đồng tiền mặt hàng tuần. Và rất mong là quý vị khán giả sẽ đồng hành cùng cuộc thi tiếng hát truyền hình 2012. Hãy nhắn tin bình chọn cho những thí sinh mà mình yêu thích.